giữa một mảnh hỗn mang tiến thêm một bước là vô cùng vô tận thần niệm của phương hàn thăm dò tới cực hạn vẫn là một mảnh pháp tắc khôn cùng cuồng bạo vặn vẹo hỗn loạn càng tiến tới trước pháp tắc càng cuồng bạo phong mang pháp tắc cuồng bạo không thể tưởng tượng thậm chí phương hàn thấy được những ngọn núi cao do pháp tắc thời gian không gian tạo thành vặn vẹo một chỗ phát ra tiếng răng rắc căn bản không thể tiêu trừ cũng không biết động lực đến từ chỗ nào khó trách thiên quân cũng không cảm giác được rốt cuộc thiên giới lớn cỡ nào giới thượng giới tồn tại giữa hải dương pháp tắc cùng bạo vô biên vô hạn này không biết đâu là cửa vào nhưng phương hàn suy tính cảm nhận được một tia khí tức giới thượng giới bởi vì tiểu túc mệnh thuật của hắn đã gần tìm hiểu tới cảnh giới đại mệnh vận thuật nếu trên thế giới này còn có ai biết chính xác vị trí của cánh cửa vĩnh sinh như vậy không ai ngoài hắn ra đương nhiên còn có điện mẫu thiên quân phương thanh tuyết thanh tuyết làm sao tiến vào giới thượng giới theo lý giới thượng giới bị vây giữa pháp tắc cùng bạo hết sức khó tiến vào tuy rằng ta không e ngại nhưng thiên quân thông thường tuyệt đối chỉ có con đường chết. Trong lòng Phương Hàn vẫn có một chút nghi hoặc, bởi vì pháp tắc, tốc độ gió cuồng bạo ở nơi này đã vượt xa tốc độ ánh sáng. Thiên quân không thể sinh tồn được, trừ khi là thiên quân vượt qua 10 kỷ nguyên đỉnh phong như hắn mới có thể ra vào trong đó, chẳng lẽ Phương Thanh Tuyết cũng đột phá tu vi 10 kỷ nguyên? Dù là Phương Thanh Tuyết đột phá, nhưng mà chúa tể tâm ma, chúa tể Xích Uyên cũng không có khả năng đột phá được, hoặc là bọn họ có phương pháp khác, có thần vật hộ thân. Cánh cửa vĩnh sinh, suy tính một điểm, giới thượng giới, xuất hiện trước mắt ta. Phương Hàn ở trong gió lốc cuồng bạo, thân thể xoay chuyển chân đạp các phía, bước chuyển vòng quanh, hấp thu từng trận cuồng phong vào cơ thể, chuyển hóa thành lực lượng, tay hắn chấn động, sẽ rách bầu trời, trực tiếp chọc vào chỗ sâu nhất trời không, lần lượt biến hóa giữa không trung, vẽ thành những cánh cửa. Ngàn vạn cánh cửa, toàn bộ hiện ra. Cuối cùng, hắn dừng lại, ở trong đó hiện lên hư ảnh một cánh cửa cực lớn vô biên vô hạn, hiện ra ở một mặt kính. Chính là vị trí cánh cửa vĩnh sinh hắn vù một cái xuyên qua mặt kính kia, lập tức cả người biến mất, ngay sau đó xuất hiện ở một nơi kỳ quái. Nơi này dường như là một vị diện, non xanh nước biếc, tràn đầy nguyên khí, từng tòa núi lớn nguy nga đổ sộ. Trên bầu trời cũng có mặt trời chiếu rọi, Phương Hàn tùy ý hô hấp, trong không trung tràn ngập khí vĩnh sinh. Khí vĩnh sinh là dòng khí cao cấp mạnh hơn nguyên khí thiên mạch, hít thở nó sẽ có trợ giúp lớn cho lĩnh ngộ tiên vương đạo. Trên thực tế, thiên quân muốn tu luyện đến tiên vương, khí vĩnh sinh là nguyên khí không thể thiếu, tuy nhiên ở thiên giới không tồn tại khí vinh sinh chỉ có ở bên trong chư thiên thần vật mới tồn tại khí vĩnh sinh cho nên chư thiên thần vật là tài liệu chuẩn bị cho thiên quân tu luyện tuy nhiên thật quá hiếm thấy cho nên không mua được ở thị trường thông thường dù là ngẫu nhiên mua được một ít thần vật cấp thấp cũng là thiên quân hấp thu hết khí vĩnh sinh trong đó mà lưu lại cận bã trong thiên giới có nhiều thị trường nhưng đối với thiên quân thì chỉ là cấp thấp đã không cần phải đi mua đây là vị diện gì chẳng lẽ chính là giới thượng giới ánh mắt phương hàn đảo qua cảm thụ pháp tắc nơi này liền phát hiện pháp tắc trong vị diện to lớn này hết sức chắn chắc chắc chắn gấp ngàn lần so với thiên giới vận chuyển nguyên khí phun ra lực lượng cần hao phí nguyên khí rất lớn đánh ra một quyền ở thiên giới không phí chút sức nhưng ở vị diện này lại như bị gông xiềng trói buộc toàn thân là bởi pháp tắc quá mức chắc chắn hơn nữa ở vị diện này cho người ta ấn tượng đầu tiên là quá lớn ngọn núi thiên giới đã đủ lớn mỗi một ngọn núi đều kéo đài đến 10 ức dặm cả ngàn ức dặm mà vị diện này mỗi đỉnh núi lớn như tinh cầu người tiến vào vị diện như một tên tí hon đến vương quốc người khổng lồ có một gốc cây mọc thẳng lên trời chọc thủng tầng mây căn bản không nhìn rõ nó cao bao nhiêu một con sông rộng lớn hùng hồn không phải thiên quân khó mà bay qua dòng nước ầm ầm chảy lực đánh vào không thua gì thiên quân công kích nhất là ở bên trong dòng sông có những quái thú hình cá bơi tới bơi lui giống rồng không phải rồng giống thú không phải thú phát ra khí thức mạnh mẽ cũng không khác gì lúc trước phương hàn từ thế tục lần đầu tiến vào long giới ấn tượng đầu tiên ở long giới là hồng hoang xa xưa rộng lớn nhưng mà hiện giờ xem ra cỏ cây núi đá vị diện này so với long giới còn lớn hơn không biết bao nhiêu lần long giới so với nơi này chẳng khác nào một cái thế giới bé xíu thậm chí phương hàn cảm giác nơi này mới là thiên giới chân chính thiên giới bên dưới chẳng qua là một cái ngụy thiên giới mà thôi không trung thường có chim chóc gào thép bay qua con chim dỗi cánh che trời phủ đất che phủ cả một vùng đất rộng lớn Lực lượng con chim này cũng hết sức mạnh mẽ, ở thế tục có thể đánh chết rất nhiều cường giả vô thượng trên bảng danh sách thiên quân dự khuyết, 10 người hạng đầu cũng chưa chắc là đối thủ. Đây là giới thượng giới, chắc chắn là thế. Lực ảnh hưởng của cánh cửa vĩnh sinh mở một cái vị diện bên trong hỗn độn nguy hiểm hơn cả thiên giới. Phương Hàn quan sát hồi lâu, rốt cuộc hoàn toàn quen thuộc pháp tắc vị diện này, vị diện giới thượng giới. Nơi này quả thật khắp nơi đều là khí vĩnh sinh, dựng dục ra bảo tàng không thể tưởng tượng, là thánh địa của người tu hành. Đáng tiếc cũng cực độ nguy hiểm, thiên quân thông thường tiến vào nửa bước khó đi, sợ rằng sẽ bị quái vật giết chết. Chỗ Phương Hàn đáp xuống là một khu sơn mạch, đỉnh núi to lớn, từng tòa từng tòa to như tinh vực, trực tiếp nối liền tinh hải không thể ra ngoài. Hắn lập tức phi hành, lại đụng phải rất nhiều quái thú công kích. Trên bầu trời tựa hồ như có quái thú cảm giác được khí tức của hắn, đột nhiên có vô số quái điểu thành quân kết đội tới tập kích hắn. Quái điểu này có chín đầu, mọng vuốt sắc bén dữ tợn, bộ lông nhiều màu rạc rỡ, hoa văn thiên nhiên biến thành thú văn vô thượng, miệng phun cực quang muốn xuyên thủng thiên địa vây giết phương hàn như muốn cắn nốt căn nguyên thiên quân của hắn thiên cầm cử đầu điểu là ác điều đã sớm tuyệt tích phương hàn vừa thấy mấy con thiên cầm cử đầu điểu này mỗi con hung mãnh không dưới cường giả xếp 10 hạng đầu bảng danh sách thiên quân dự khuyết trăm ngàn con cùng xông lên che chơi phủ đất thiên quân thông thường nhất định phải nốt hận đáng tiếc phương hàn là nhân vật cỡ nào vung tay lên chém ra một đạo kiếm khí quái điều này liền nổ tung hóa thành nguyên khí hút vào trong người chút nguyên khí này bổ giữ cho hắn nhỏ tới đáng thương tuy nhiên có còn hơn không. Hơn nữa hắn thu thập hồn phách các thiên cầm cử đầu điêu này về cho đệ tử cô đọng phi kiếm, tuyệt đối xoay chuyển như điện, chảm quỷ sát thần. Đáng ghét. Dọc theo đường đi, Phương Hàn bay ra mảnh sơn mạch này gặp không biết bao nhiêu quái thú mạnh mẽ đột nhiên công kích vô cớ, đều là tồn tại mạnh mẽ hiếm thấy trong thiên địa. Thậm chí còn có quái vật chưa từng diễn sinh ra, hình như chỉ có ở dưới thượng giới này. Đôi khi hắn xuyên qua một dòng sông, bên trong dòng sông kia lại bay ra những quái thú như ma long công kích hắn, hơn nữa thành quân kết đội, có quái vật ma long thủ lĩnh đều là cao thủ tương đương với tồn tại thiên quân. Đáng tiếc quái thú này cũng không phải đối thủ của Phương Hàn, phất tay liền tan thành cho bụi, nhưng hết sức phiền phức, chán ghét như rùi bỏ. Nhất là khi Phương Hàn bay qua một ngọn núi chọc thủng tầng mây, trong đó xuất hiện từng đàn ma thú như rơi. Đám ma thú này có cánh như rơi, thân thể như tu la ma quỷ, mỗi con thân cao trăm ngàn trượng, giống to như sấm, phóng lên trời tay còn cầm vũ khí như làm bằng máu, là thần binh dùng huyết pháp tác tạo thành. Đây là bộ tộc huyết thần trong truyền thuyết, xuất hiện ở thời điểm thú đạo vô thượng thịnh hành đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử không ngờ lại xuất hiện ở chỗ này phương hàn lập tức giả quét trí nhớ khổng lồ lập tức biết những con rơi như ma thần kia chính là bộ tộc huyết thần không phải thần tộc mà là thú thần thú tộc mỗi người đều tu luyện huyết đạo vô thượng nghe nói bộ tộc huyết thần chiếm được chữ huyết vun ra từ cánh cửa vĩnh sinh mà sinh ra chữ huyết kia là một chữ vô cùng mạnh mẽ không dưới chữ phật chữ ma bộ tộc huyết thần này phiền hết chỗ nói lao lên đánh giết phương hàn càng giết càng nhiều Phương Hàn giết một hồi, thật sự nổi giận, thi triển thủ đoạn nghiêng trời lệch đất trực tiếp đảo lộn cả một ngọn núi, bố trí kỷ nguyên thần trận bao vây cả bộ tộc huyết thần trong đó, sau đó trực tiếp luyện hóa. Cả thế giới lập tức yên tĩnh, tất cả bộ tộc huyết thần tan thành cho trong một mảnh kêu la, chỉ lưu lại một giọt máu huyết. Mỗi một con huyết thần dựa theo năng lực mạnh yếu mà giọt máu cũng lớn nhỏ, có nhỏ như hạt đậu, có lớn như nắm tay, đều đỏ tươi lấp lánh. Từng giọt xoay tròn, trong đó từng chữ huyết lóe lên vặn vẹo uốn lượn, hình tượng máu tươi, không phải bất kỳ một loại văn tự nào trên đời, chính là thể chữ mạnh nhất truyền ra từ cánh cửa vĩnh sinh. Tuy nhiên, thể chữ này cũng không phải nguyên bản. Phương Hàn chém giết một mảnh bộ tộc huyết thần này, cũng không có được chữ huyết nguyên bản mạnh nhất. Cuối cùng ra khỏi mảnh sơn mạch này, sau khi chém giết bộ tộc huyết thần này xong, Phương Hàn liền thấy sơn mạch phía trước biến mất, một dãy bình nguyên rộng lớn xuất hiện trước mắt, xa mãi tận chân trời, bằng tu vi của hắn cũng không nhìn thấu. Còn ở trên bình nguyên là một tòa thành trì nguy nga trong đó người người dựa ràng nhốn nháo, còn chuyên gia khí tức tu sĩ Thiên Quân. Chẳng lẽ đây là nơi tu sĩ Thiên Quân giới thượng giới tụ tập? Phương Hàn lập tức bay tới đó. Phương Hàn nghĩ tới một số người có đại thần thông ẩn cư tu luyện trong giới thượng giới, cũng không ngờ nổi là bình nguyên to lớn giới thượng giới lại còn có thành trì, còn có nơi buôn bán. Trong đó có một số cao thủ Thiên Quân, còn có một số hoàng giả trí tiên, thiên địa đồng thọ đều du đãng bên trong đó, trao đổi với nhau. Trong giới thượng giới còn có cường giả trí tiên thiên địa đồng thọ rất nhiều cao thủ cấp bậc thiên chủ mạnh hơn so với những người trên thiên quân dự khuyết bảng không biết bao nhiêu lần phương hàn đáp xuống bên trong thành trì này thành trì này gần như tương đương với một đại châu của thiên đình đường phố khắp nơi đều là do người ta dùng pháp lực vô thượng luyện chế ra trên mỗi một con phố đều là những phòng ốc lầu các cao vút phía trên thành trì loang thoáng có cấm pháp vô cùng lợi hại không ngừng diễn biến ra ngăn cản rất nhiều yêu thú cuồng bạo bên trong giới thượng giới hiển nhiên đây giống như một nơi ẩn thân vậy thử nghĩ một chút Phương Hàn từ bên trong dãy núi đi ra gặp phải biết bao công kích chứ. Thiên quân bình thường thì sớm đã đi đời nhà ma rồi. Chỉ có loại thiên quân quá mạnh mẽ như hắn mới có thể giết chết ma thú. Tùy ý lui tới. Người đang tới hãy dừng lại. Ngay lúc Phương Hàn chậm rãi rơi xuống phía trên thành chỉ đang nghĩ có nên xâm nhập vào trong hay không thì lập tức liền có hai giọng nói chuyển lại. Hai thiên quân cao lớn mặc giáp xuất hiện bên trong cấm pháp. Hai thiên quân cao lớn mặc giáp này tu vi cũng không thâm hậu, dường như mới sinh ra trong kỷ nguyên này, tu vi là một kỷ nguyên, vốn ẩn bên trong cấm pháp, cảm nhận có người tới phía trên thành trì này nên lập tức hiện thân ngăn cản. Ngươi là người phương nào? Nơi này là cổ vu thành, muốn đi vào chưa nộp đủ thần vật chư thiên thì sao có thể tị nạn được? Không biết sao. Một thiên quân cao lớn mặc giáp nói với Phương Hàn. Hai thiên quân này không ngờ tu luyện vu thuật. Là chúa tể văn minh vu đạo trong kỷ nguyên này sao? Phương Hàn nhìn hai thiên quân cao lớn mặc giáp đều có tu vi một kỷ nguyên tuy nhiên trên thân thể bọn họ lại có một luồng lực lượng cổ quái mười phần, không phải tiên đạo, không phải Phật đạo mà là vu thuật. Phương Hàn hiểu biết 10 phần với vu thuật, bởi vì chữ vu ở trong tay hắn, có thể nói hắn mới chân chính là chúa tể vu giới. Hay là thành trì này là do một bậc toàn năng của vu tộc sáng lập ra? Trong lòng Phương Hàn thầm suy tính, ngoài miệng lại nói, ta từ thiên giới tiến vào giới thượng giới, và bên trong thành trì hỏi thăm chút tin tức mà thôi. Bởi vì có mấy bằng hữu tiến vào giới thượng giới, tạm thời trên người ta không có thần vật nhưng đọc đường giết chết không ít ma thú, đối với thiên quân cũng có tác dụng không biết có thể thay thế hay không. Hắn vừa nói chuyện liền có một tiểu thế giới hiện ra trong tay, bên trong tiểu thế giới kia có biển máu cuồn cuộn sóng, một đám chữ huyết chìm nổi không ngừng. Đây đúng là căn nguyên máu tươi hắn đoạt được khi giết huyết thần nhất tộc. Với tu vi hiện tại của hắn thì suy tính vô địch, tất nhiên biết giá trị của thứ máu này không thua gì thần vật chư thiên. Thiên quân nếu có được có thể rèn luyện hình thể cũng có thể tầm bổ căn nguyên máu tươi của huyết thần tộc. Ngươi từ tiên sơn huyết mạch về sao? Cả dãy núi đó bị huyết thần tộc chiếm cứ, điên cuồng 10 phần. Thiên quân bình thường căn bản không có năng lực tiến vào, một khi vào trong đó sẽ bị giết chết, tuy nhiên máu tươi này có thể luyện chế rất nhiều đan dược, là phụ trợ tốt nhất để rèn luyện thần vật. Người giết chết bao nhiêu huyết thần nhất tộc mới có thể đạt được máu huyết tinh hoa nhiều thế này. Một thiên quân đột nhiên vô cùng kinh hãi họ. Phương Hàn búng tay một cái, một đám huyết tinh nhỏ bằng cỡ nắm tay bay tới trên tay hai người. Hai vị, ta có thể vào thành hỏi thăm chút tin tức chứ? Có thể, hoàn toàn có thể. Hai đại thiên quân lướt mắt nhìn nhau, lập tức mở cấm pháp của thành trì cho Phương Hàn tiến vào bên trong. Hai người đang muốn nói với Phương Hàn gì nữa thì đột nhiên ở phía xa xa có một thiên quân hiện ra, dường như cùng muốn đi vào thành trì hai đại thiên quân lập tức tiến tới tiếp đón, cũng không lải nhải nhiều với Phương Hàn. Thì ra là tâm thiên quân đến từ Đa Bảo Thành. Ngàn dặm xa xôi đi tới đây như vậy là vì chuyện gì? Tuy nhiên vẫn phải nộp thần vật mới được tiến vào thành trì đây là quy củ. Không sao, không sao, đây là một khối hắc bạch thạch do cánh cửa vĩnh sinh phun ra, giá trị rất lớn coi như làm thành phí được rồi. Lần này ta tới đây là phụng mệnh đa bảo thiên quân, tiến tới bái kiến hắc vu tổ sư, liên hợp với nhau thương lượng đại sự về sau. Lần thiên địa đại hủy diệt của kỷ nguyên này sắp tới rồi. Địa vực của giới thượng giới tuy rằng vô cùng rộng lớn nhưng cánh cửa vĩnh sinh chấn động một cái thì toàn bộ giới thượng giới cũng sẽ sụp đổ. Đây là một lần đại kiếp nạn, cũng là một lần cơ hội, cho nên đa bảo thiên quân muốn cùng thương lượng với hắc vu tổ sư chuyển cướp đoạt thần vật chư thiên. Thiên quân kia vừa đưa ra phí vào thành vừa nói với hai đại thiên quân. Thì ra là như vậy, thế thì không cần nộp phí. Hai đại thiên quân lập tức trả lại thần vật nhưng hóa tâm thiên quân kia khoát tay, nói là lễ gặp mặt cho hai người. Lập tức hai người tủng tìm cười nhận lấy. Đa bảo thành, đa bảo thiên quân. Xem ra vị thiên quân truyền kỳ này cũng chưa ngã xuống, không ngờ lại sinh sống trong giới thượng giới, hình như là chuẩn bị mưu đồ đại sự gì đó. Không biết tu vi của đa bảo thiên quân hiện giờ tới đâu, khẳng định là phải trên 10 kỳ nguyên rồi. Những lời nói kia cũng bị Phương Hàn nghe thấy. Phương Hàn lập tức nghĩ tới một chuyện, đa bảo thiên quân năm đó được xưng là thiên quân đệ nhất, cầm trong tay truyền thuyết trượng, quét ngang thiên hạ. Tuy rằng có danh tiếng đứng đầu như thực sự cũng hơi mơ hồ, nhưng không hề nghi ngờ gì nữa, người này sớm đã có tu vi trên 10 kỷ nguyên rồi. Quan hệ hiện tại của Phương Hàn và Bảo Giới không tồi, liên động tâm tư liên lạc với đa bảo thiên quân, cùng nhau đối kháng địch nhân. Phương Hàn biết đại kiếp nạn hủy diệt thiên địa của kỷ nguyên này sắp xảy ra, đến lúc đó khẳng định là gió nổi mưa phun. Không biết bao nhiêu người sẽ phải tử vong, bao nhiêu người được lợi lộc, thăng cấp tiên vương. Hơn nữa không biết những cao thủ tiên vương tiến vào trong cánh cửa vĩnh sinh có thể đi ra hay không. Tất cả đều phải chuẩn bị sắp đặt mới có thể đối mặt được. Tuy nhiên hiện giờ phải tìm kiếm Phương Thanh Tuyết trong giới thượng giới rồi mới nói. Hắn tiến vào trong cổ vu thành này chính là để hỏi thăm tin tức, đồng thời làm quen với tình huống bên trong giới thượng giới, nhìn xem rốt cục có bao nhiêu thế lực phân chia, có bao nhiêu cao thủ. Không hề nghi ngờ gì nữa, giới thượng giới tuy rằng không ổn định, cánh cửa vĩnh sinh vừa động liền có thể sụp đổ bất cứ lúc nào hơn nữa bên ngoài yêu thú san sát thiên quân đều khó tự bảo vệ được mình phải trốn vào trong thành trì thành trì này chính là nơi trú ẩn thành trì này là do hắc vu tổ sư sáng tạo ra đúng là cường đại thần kỳ thực lực hắc vu tổ sư đạt tới mức độ nào rồi để ta nhìn một cái xem nếu có thể thì ta cũng muốn luận bàn với hắn một chút phương hàn rơi vào bên trong thành trì rồi lập tức liền thấy được đám tu sĩ cường đại đang lui tới mua bán trên đường phố bao la hùng vĩ tu sĩ trong đó có một bộ phận rất lớn đều tiếp cận thiên quân có tu vi thiên chủ vô thượng ngẫu nhiên cũng có thiên quân tu vi cường đại, một kỷ nguyên, hai ba kỷ nguyên. Cũng có thể nhìn thấy. Tuy nhiên địa vị của thiên quân cao hơn rất nhiều, phạm là thiên chủ nhìn thấy thiên quân đều cũng kính, ngay cả dám cũng không dám đánh. Ở thiên giới, thiên quân là một đám thần long thấy đầu không thấy đuôi. Mà ở giới thượng giới, thiên quân lại có vẻ cũng không đáng giá lắm. Tuy nhiên loại thiên quân cao cấp cũng rất ít, tu vi trên năm kỷ nguyên thì Phương Hàn chỉ nhìn thấy có hai người trong cả cổ vũ thành này nhưng cường giả tu vi vu đạo tinh thuần đều ngồi ngay ngắn tu luyện ở trong tháp cao thần bí còn đám thiên chủ và những người tu vi thấp hơn thiên quân thì ngồi ngay ngắn trên đường mở quán mua bán vật phẩm thỉnh thoảng trong những quầy hàng này có thể bất ngờ nhìn thấy những thần vật chư thiên gì đó cái gì mà thượng thương bì khớp huyết thủy âm dương thần thiết lưỡng nghi đạo mộc đều là những vật hiếm thấy mười phần ở thiên giới mỗi một thứ đều có thể đấu giá với một giá nhất định mấy thiên chủ này không có thực lực sinh tồn bên ngoài chỉ có thể ở bên trong thành trì nhờ che chở đương nhiên mấy thiên chủ này có thể là đệ tử do thiên quân dẫn tới hoặc là dân bản xứ của giới thượng giới phương hàn còn phát hiện ra tiền tệ ở nơi này đều là một đan dược cô động khí vĩnh sinh ở mức độ cao tên là tiên vương đan những viên tiên vương đan này không ngờ đều là do cao thủ cấp bậc tiên vương ngưng tụ khí vĩnh sinh trực tiếp tế thành đan được thủ pháp huyền ảo lực lượng cường đại có trợ giúp rất lớn đối với tu vi bản thân quý báu phi thường thậm chí cả phương hàn cũng không thể ngưng tụ ra được tuy rằng hắn có thể phun ra nuốt vào một lượng lớn khí vĩnh sinh nhưng cũng không cách nào ngưng tụ khí vĩnh sinh thành tiên vương đan thần vật chư thiên vinh diệu thần thổ này bán có 30 viên tiên vương đan, có mua không? Vị thiên quân đại nhân này, ta chiếm được 3 viên diễm thần tinh thạch trong xào huyệt của một con ma thú, chỉ cần 10 viên tiên vương đan thôi là bán cho ngươi. Thấy Phương Hàn đi trên đường, một số thiên chủ biết cao thủ mới tới này cấp bậc thiên quân, lập tức hô to lên, nhiệt tình mời gọi hắn mua thần vật chư thiên của mình. Tuy nhiên ánh mắt của Phương Hàn chỉ đảo qua một cái. Những thần vật chư thiên này đều cấp bậc thấp, hơn nữa hắn đã luyện chế thành trí bảo tam thập tam thiên, cũng không cần thần vật chư thiên nữa. Cho dù cần cũng cần loại đỉnh cấp giống như tam sinh thạch. Đáng tiếc là trong tay mấy thiên chủ này sao có thứ tốt được chứ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, trong tay hắn không có tiên vương đan. Nói ngắn gọn là hiện giờ hắn là một kẻ nghèo mặt diệp đi tới giới thượng giới. Hắn gần như có một cảm giác bản thân trở lại cảnh bần hàn năm đó trong thế tục, dốc sức làm lụng vì đan dược. Hình như là một vòng luân hồi vậy. Phương Hàn cười cười tự diễu. Tuy nhiên trong thế tục thực lực của hắn chỉ là một tiểu nhân vật còn hiện giờ ở giới thượng giới tuy hắn là một kẻ nghèo khó, không có tiên vương đan nhưng tu vi gần như là vô địch, cho dù là người sáng tạo ra thành trì này, Hắc Vu tổ sư chỉ sợ cũng dưới hắn. Bởi vì trong khoảnh khắc khi hắn tiến vào trong cổ vu thành, thần niệm mạnh mẽ tràn ra, cũng cảm thấy ở sâu trong cổ vu thành có một luồng vu lực đang ẩn sâu, dường như đang tu luyện. Cổ lực lượng kia so với thiên mẫu, chúa tể chiến tranh cũng chẳng sai biệt nhiều lắm, đều là tu vi 11 kỷ nguyên ở dưới hắn. Nói cách khác, nếu Phương Hàn muốn thì hiện giờ có thể hủy diệt toàn bộ thành chỉ giết chết Hắc Vu Tổ Sư. Tuy rằng cảm thấy được tu vi của Hắc Vu Tổ Sư chỉ là 11 kỳ nguyên, Phương Hàn hoàn toàn có thể trực tiếp giết người, phá thành, cắn nút toàn bộ của Vu Thành, tăng cường tu vi bản thân nhưng hắn lại không thể vô duyên vô cớ giết hại người khác như vậy. Giết một người không thù không oán như Hắc Vu Tổ Sư, đây đúng là không biết nói đạo lý rồi. Cả đời tu luyện của Phương Hàn giết người, thô phệ chư thiên đều là cắn nút kẻ có mưu mô với mình không phải kẻ địch bức bách hắn thì hắn tuyệt đối không động sát tâm từ trong thế tục tới thiên giới trở thành thiên quân cũng vậy cho dù là đám người chú tể hòa giới cũng là người hầu hắn thu được mãi tới khi phản bội hắn muốn công kích giết chết hắn diệt toàn môn thì lúc đó hắn mới giết đối phương ma giới long giới phật giới cũng như vậy đều muốn tiêu diệt toàn môn của hắn đoạt lấy thần vật của hắn thì hắn mới nổi sát tâm người có thể mỡ sức thì hắn tuyệt đối sẽ không đại khai sát giới trên thế giới này bằng hữu so với địch nhân vẫn tốt hơn Tuy nhiên Phương Hàn cũng chẳng sợ có nhiều kẻ địch mà không dám giết người. Một khi đã trở thành kẻ địch của mình thì cho dù là có lợi hại tới mấy cũng phải không tiếc mọi giá mà giết chết địch nhân. Ta giết chết huyết thần có được không ít huyết nhục tinh hoa. Những thứ này là tài liệu tốt, tìm cửa hàng bán đi để xem thử la lịch của tiên vương đan này là sao. Có thể tự mình tụ tập khí vĩnh sinh mà luyện chế hay không. Giới thượng giới này thật sự rất nhiều thứ tốt, nếu có thể có đủ tiên vương đan thì cũng có thể mua được một số thần vật hiếm thấy. Nhờ thế mới có thể tăng tu vi của mình một lần nữa từng bước đạt tới tu vi vô thượng 13 kỷ nguyên. Phương Hàn thầm suy tính, tu vi 12 kỷ nguyên đã là đỉnh phong của đỉnh phong. Tu vi 13 kỷ nguyên thì sẽ có mức độ thế nào nữa? Bản thân Phương Hàn cũng không thể tính toán ra. Tuy nhiên trong lòng hắn có thể hiểu được, cho dù là tu luyện tới cảnh giới 13 kỷ nguyên thì sợ rằng cũng không thể thăng cấp lên cảnh giới tiên vương. Thiếu một thứ gì đó cũng không thể đạt tới cảnh giới kia. Tiên vương lột xác đã liên quan tới cánh cửa vĩnh sinh, không phải sức người có thể thao túng được. Có lẽ không có biến hóa của cánh cửa vĩnh sinh thì cho dù thăng cấp lên tới tu vi 13, 14 kỷ nguyên thì cũng không có khả năng thăng cấp lên tiên vương. Hơn nữa Phương Hàn cũng biết là giới thượng giới cũng chưa chắc đã không có thiên quân có cảnh giới cao hơn mình tồn tại. Mấy lão quái vật 13, 14 kỷ nguyên khẳng định là có. Gặp phải những lão quái như vậy thì hắn sợ cũng phải tránh đi đường vòng. Cho nên khi đi tới địa phương tốt như giới thượng giới này thì nhu cầu tăng tu vi lại càng bức thiết. Giới thượng giới là địa phương khủng bố gấp trăm lần thiên giới. Thử nghĩ xem thiên chủ, thiên quân tung hoành vô địch, oai phong một cõi trong thiên giới, ở giới thượng giới lại chỉ có thể trốn tránh ở trong thành thị, tìm kiếm sự che chở. Thân thể Phương Hàn vừa động một cái liền đi tới một cửa hàng lớn nhất bên trong của Vu Thành này, ngẩng đầu bước vào. Cửa hàng này hiển nhiên là ở trung tâm của thành thị, người trong đó hiển nhiên xa hoa hơn đám tiểu thương bên ngoài nhiều. Thậm chí Phương Hàn còn thấy một số khách hàng là thiên quân có tu vi ước chừng 3 4 kỷ nguyên đang lựa chọn đồ vật. Bên trong cửa hàng này thậm chí còn có trưng bày cả hài cốt đầy đủ của thiên quân viễn cổ, phát ra khí tức cường đại. Ngoài ra còn có tạo hóa thần đan, có tiên khí thánh phẩm cũng được trưng bày, đợi người tới chọn lựa. Đương nhiên thứ tiên khí thánh phẩm biến thái như Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên thì không thể có. Tiên khí thánh phẩm đã tương đương với tồn tại cấp bậc Thiên Quân đương nhiên cũng chưa thành 3, 6, 9 cấp. Tiên khí thánh phẩm bình thường cũng chỉ tương đương với đám Thiên Quân tu vi một kỷ nguyên như Miêu Lê Thiên Quân, Chiến Vương Thiên Quân mà thôi. Mà Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên trên thực tế khi phát huy toàn bộ uy lực ra thì quả thực tương đương với trung kết thánh vương. Tranh lệch to lớn như vậy quả thực khiến người ta giận sôi gan. Không biết vị khách nhân này tiến vào hắc vu các chúng ta muốn mua thứ gì vậy. Thấy Phương Hàn tiến vào, khí tức bất phàm, lập tức tu sĩ thiên quân quản lý ở nơi này vội đứng dậy. Thiên quân này mặc đại bào màu đen, đầu đội mũ cao, có điểm hơi giống với hắc vô thường, chỉ còn thiếu mỗi đầu lỗi dài và xích sắt nữa mà thôi. Tuy nhiên vẻ mặt hắn già nua, nhìn đã thấy vẻ tăng thương khi trải qua vài lần thiên địa đại hủy diệt, là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ không dưới tử vong thiên quân. Hắn có tu vi năm kỷ nguyên, mà khí tức của phương hàn biểu hiện ra lúc này tuy rằng không phải 10 kỳ nguyên đỉnh phong trở lên nhưng cũng cao hơn hắn không sai biệt so với cấp bậc hồng hoang thiên quân lắm ở bên trong giới thượng giới có thể khiến người ta phải biểu hiện đủ tôn kính ta muốn bán một số thứ nơi này có một số máu tươi của huyết thần nhất tộc không biết là có thể đổi lấy bao nhiêu tiên vương đan trên tay phương hàn xuất hiện một huyết vũ trụ nho nhỏ nhiều máu tươi của huyết thần như vậy tối thiểu phải giết chết trên trăm huyết thần nhất tộc mới đạt được những huyết thần nhất tộc kia bình thường đều ẩn bên trong tiên huyết sơn mạch kết thành đội lớn, gặp nguy hiểm lập tức liền bố trí thành trận pháp. Thủ lĩnh huyết thần trong đó, Chúa tể Tiên huyết là đại cao thủ tung hoành vô địch, không biết ngươi có gặp được hay không. Tu sĩ Thiên Quân mặc đại bảo màu đen giống như Hắc vô thường kia nói, "Chúa tể Tiên huyết." Phương Hàn sửng sốt, trí nhớ khổng lồ vận chuyển. Trong trí nhớ của hắn, Chúa tể Tiên huyết là một huyết chủ vô thượng, đã biến mất từ rất nhiều kỷ nguyên trước, là lão quái cấp bậc như trung kết thánh vương. Hắn vừa rồi tiến vào bên trong giới thượng giới gặp một tiểu bộ lạc của huyết thần nhất tộc cũng không thấy tồn tại vô địch như chúa tể tiên huyết này. Tuy nhiên cho dù có gặp thì Phương Hàn ra tay cũng khiến đối phương phải thân tử đạo tiêu. Máu tươi của huyết thần này có thể rèn luyện tiên khí vương phẩm, khiến cho chúng thăng cấp lên tiên khí thánh phẩm không có gì trở ngại. Quý báu thì rất quý báu, tuy nhiên phẩm chất không cao. Nếu là máu tươi của thiên quân trong huyết thần nhất tộc thì rất tốt rồi. Tất cả đám máu tươi này giá 300 tiên vương đan được không? Thấy Phương Hàn không nói gì mà suy tư, tu sĩ thiên quân mặc đại bảo màu đen như hắc vô thường này liền nói giá. Có thể, ngươi nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu đi, con người của ta rất dễ nói chuyện. Nếu máu huyết của cao thủ cấp bậc thiên quân của huyết thần nhất tộc kia có giá trị lớn thì ta đi giết thiên quân của bọn họ là tốt rồi. Phương Hàn tùy ý trả lời. Ý tứ hiện tại của hắn hiện giờ không phải để ý tới bao nhiêu tiên vương đan mà là muốn có được một viên tiên vương đan để nhìn xem mình có thể chế tạo hay không. Dù sao thì tài liệu chủ yếu của tiên vương đan là vĩnh sinh khí cô đọng mà thành. Mà trong giới thượng giới này thứ không thiếu nhất chính là vĩnh sinh khí. Sảng khoái lắm. Tu sĩ thiên quân giống hắc vô thường kia nhìn Phương Hàn một cái, trong ánh mắt lộ vẻ quái lạ. Vừa rồi hắn nói tới chúa tể tiên huyết chính là muốn nhắc nhở phương hàn huyết thần nhất tộc có cao thủ vô thượng tỏa chấn, không thể tùy ý đánh giết. Nhưng hiện tại ngược lại lại khiến phương hàn muốn đi giết thiên quân của huyết tộc, không khỏi không biết nói gì cho phải. Có thể nói như vậy không phải là không biết mà là nắm chắc mọi chuyện. Cao thủ đã tu luyện tới cấp bậc thiên quân hiển nhiên ai nấy đều có trí tuệ siêu quần. Người này rốt cục có nội tình gì? Dám nói mạnh miệng như vậy. Chúa tể tiên huyết là tồn tại cấp bậc như tổ sư cổ vu thành chúng ta, hắc vu tổ sư trong chư thiên vạn giới hay ở dưới thượng giới này đều có thể hô phong hoán vũ không ai dám chưa chọc lần trước có một thiên quân đi từ thiên giới ước chừng có tu vi chín kỷ nguyên đỉnh phong cũng muốn đánh chết huyết thần nhất tộc luyện công trực tiếp bị chúa tể tiên huyết gặp mặt giết chết tất cả huyết nhục đều bị huyết chủ thiên quân dưới chướng cắn nốt thiên quân giống hắc vô thường này thầm nghĩ tay liền vung lên 300 viên đan dược trong suốt như ngọc lớn cỡ long nhãn từ trong tay hắn bay ra rơi vào tay phương hàn xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ tại hạ là ma vu thiên quân của vu tộc về sau có tài liệu gì tốt có thể trực tiếp tới cổ vu thành chúng ta mua bán đây là lệnh bài của cổ Vũ thành tiến vào bên trong thành trì không cần phải nộp thần vật làm lệ phí thấy tu vi phương hàn cao thâm ma vu thiên quân này liền có tâm tư muốn mượn sức ta tới từ thiên giới tiến vào trong giới thượng giới tìm mấy vị bằng hữu tên là phương hàn ngươi gọi ta là kỳ nguyên thiên quân là được phương hàn tùy ý nói ra tên họ của mình cũng không che giấu thân phận chút nào với tu vi hiện tại của hắn căn bản không cần che giấu gì kỷ nguyên thiên quân phương hàn mà Vu Thiên Quân nghĩ một chút cũng không nghĩ ra Phương Hàn này là ai. Phương Hàn dù ở thiên giới hô phong hoán vũ, hung danh hiển hách nhưng thế gian tự tại vương Phật phía trên thiên giới lại không hề nghe nói tới danh tiếng của hắn. Giới thượng giới là một thế giới cao hơn thiên giới, vị diện tới gần cánh cửa vĩnh sinh, cao thủ nhiều như mây. Trừ phi Phương Hàn thể hiện ra tu vi 12 kỳ nguyên vô địch, làm vài đại sự kinh thiên động địa thì mới có thể khiến người ta biết, bằng không thì chỉ là một tiểu tử không có tiếng tam gì. Hơn nữa hắn là thiên quân sinh ra trong kỷ nguyên này rất nhiều thiên quân các kỷ nguyên trước không thể biết tới hắn là chuyện quá bình thường nếu đổi lại là các thiên quân tai nạn vĩnh hằng hỗn loạn hỗn độn sát lục hồng hoang thậm chí là tử vong thiên quân sẽ khiến người ta cảm thấy như sấm rền bên tai nếu là thế gian vô lượng vương phật bắt bộ thiên quân thì chỉ sợ ma vu thiên quân kia lập tức sẽ cung kính mời vào sau đó còn dẫn đi gặp hách vu tổ sư thế gian vô lượng vương phật có tu vi 10 kỷ nguyên cho dù là ở giới thượng giới cũng có thể được tôn trọng là đầu sỏ trong đầu sỏ nhưng hiện tại Phương Hàn lại không thể hiện ra tu vi chân thật của mình. Trong mắt Ma Vu Thiên Quân thì hắn chỉ vẻn vẹn là một cao thủ có giá trị mượn sức mà thôi. Tuy nhiên Phương Hàn lại cũng không để ý tới lời nói của Ma Vu Thiên Quân. 300 viên Tiên Vương đan rơi vào trong tay hắn lập tức tiến vào trong thân thể hắn, dùng đạo thuật tính toán mạnh mẽ, phân giải huyền bí của Tiên Vương đan này. Không sai, Tiên Vương đan thuần túy là khí vĩnh sinh ngưng tụ thành, cùng không có sen tài liệu khác. Nhưng kết cấu của nó lại quỷ bí 10 phần, thậm chí thần niệm của Phương Hàn cũng không thể thẩm thấu tiến vào. Hắn cứ mạnh mẽ tiến tới, một ý niệm tiến vào nhưng Tiên Vương đan kia dường như có linh tính, trực tiếp tan ra, tiến vào bên trong thân thể. Lúc đó hắn liền cảm thấy vô số vũ trụ sinh diệt, huyền ảo của kiếp trước kiếp này, pháp lực bên trong thân thể không ngờ lại có một tia tăng trưởng.